Đây là chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV cùng Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu. Và hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024. Sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời các khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Vatican khẳng định quan điểm chống thay đổi giới tính, mang thai hộ, an tử Tòa thánh Vatican vào hôm thứ Hai, 8 tháng 4 tái khẳng định sự phản đối về các vấn đề như thay đổi giới tính, lý thuyết giới tính và việc mang thai hộ, cũng như việc phá thai và an tử, 4 tháng sau khi ủng hộ việc ban phước lành cho các cặp đồng giới. Đồng thời, Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng Bộ Tính lý Giáo hội cho biết, Vatican phản đối việc hình sự hóa đồng tính luyến ái như một số quốc gia thực hiện với sự hỗ trợ của các nhóm công giáo địa phương. Việc phát hành tuyên bố Dignitas Infinita, phẩm giá vô biên, một tài liệu dài 20 trang diễn ra sau sự phản đối gay gắt của phe bảo thủ, đặc biệt là ở Châu Phi, chống lại tuyên bố trước đây của Bộ Tính lý Giáo Hội về các vấn đề ban phước cho các cặp đồng giới. Không có ý kiến nào cho rằng văn bản mới mô tả những gì Giáo Hội Công giáo coi là mối đe dọa đối với phẩm giá con người đã được chuẩn bị để đáp trả trực tiếp những tranh cãi về phước lành đồng tính. Đức Giáo hoàng Francis đã chuẩn thuận văn bản này vào tháng trước sau khi yêu cầu đề cập đến nghèo đói, tình hình của người di cư, bạo lực đối với phụ nữ, nạn buôn người, chiến tranh và các chủ đề khác. Tuyên bố cho biết việc nuôi dạy con qua việc mang thai hộ vi phạm phẩm giá của cả người mẹ cho mượn tử cung lẫn đứa trẻ được hoài thai, đồng thời nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Francis vào tháng Giêng gọi đó là đáng khinh và thúc giục một lệnh cấm toàn cầu. Tin đến từ nước Pháp, thưa quý vị, một thị trường bị bắt bởi vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa. Các nhà điều tra của Pháp thông báo, cảnh sát đã bắt giữ thị trường của thành phố Avalon là bà Jamila Hapsawi sau khi khám xét nhà riêng của bà và phát hiện ra ít nhất là 7 kg nhựa cần sa. Phát biểu với báo giới, công tố viên là Hugues de Filly cho biết nhà riêng của bà Hapsawi là một trong những mục tiêu của chiến dịch truy quét của cảnh sát sau cuộc điều tra về tội phạm ma túy kéo dài vài tuần qua ở thành phố Avalon. Bà Absawi là thị trưởng của Avalon từ năm 2021 và cũng là ủy viên của hội đồng khu vực. Ông Philly cho biết, tòa thị chính và hiệu thuốc nơi nữ thị trưởng đã từng làm việc cũng đã bị khám xét. Bị bắt giữ cùng với bà thị trưởng còn có hai người anh em trai của bà và bốn người khác. Các nhà điều tra cũng đã phát hiện và thu giữ được 983 gram cocaine, 7.700 mỹ kim tiền mặt và khoảng 20 thỏi vàng. Cuộc truy quét ở vùng Avalon nằm ở trong chiến dịch toàn quốc để nhằm chấn áp tội phạm buôn bán ma túy đang gia tăng ở các thành phố của nước Pháp. Cảnh sát Hy đi đấu súng 5 tiếng, giành lại tàu chở gạo từ băng đảng. Lực lượng an ninh Hy đi nổ súng trấn áp thành viên hai băng nhóm tội phạm, giành lại tàu hàng bị cướp cùng hàng nghìn bao gạo. Giới chức thành phố Port-au-Prince, thủ đô Hy đi thông báo, cảnh sát đã giành lại tàu chở gạo từ hai băng nhóm tội phạm, Five Seconds và Taliban. Cuộc đấu súng kéo dài 5 tiếng khiến hai cảnh sát và một số tội phạm thiệt mạng. Trước đó, các tay súng cướp tàu hàng Magali khi tàu chuẩn bị rời cảng Varus đi đến thành phố Cap Haitien ở phía Bắc. Theo trang tin địa phương Radio Tele Metronome, hai nhóm tội phạm đã bắt cóc toàn bộ thủy thủ đoàn, cướp 10.000 bao gạo trong tổng số 60.000 bao trên tàu. Băng đảng Taliban trong ngày 8 tháng 4 tấn công trả thù, phá hủy một đồn cảnh sát ở ngoài ô thủ đô Port-au-Prince, khiến 4 người thiệt mạng. Bạo lực leo thang ở thủ đô Port-au-Prince từ ngày 29 tháng 2, sau khi thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở Haiti là Jimmy Cherizia kêu gọi các nhóm vũ trang phối hợp tấn công lật đổ thủ tướng Ariel Henry. Chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm hàng đêm, nhưng vẫn không thể tái lập an ninh. Thủ tướng Henry hôm 11 tháng 3 đồng ý từ chức, nhưng Haiti vẫn chìm sâu trong hỗn loạn và bạo lực băng đảng. Quân đội Mỹ đã di tản nhân viên không thiết yếu tại sứ quán ở Haiti, đồng thời tăng quân số bảo vệ cơ sở này. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã nhắc lại về việc phương Tây phải hỗ trợ Ukraine về lâu về dài, ngay cả khi NATO tin tưởng và hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong tương lai gần. Ông Stoltenberg nói thêm, các quốc gia phương Tây nên đầu tư vào khả năng phòng thủ của Ukraine để giúp cho nước này trở nên kiên cường hơn trong trường hợp xảy ra những hành động thù địch trong tương lai. Đồng thời, ông Stoltenberg đánh tiếng rằng Ukraine có quyền để lựa chọn vào thời điểm và điều kiện để tìm kiếm hòa bình với Nga. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, ông không thúc ép Kyiv phải nhượng bộ bất kỳ điều gì, đồng thời khẳng định rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi nào Ukraine giành được chiến thắng. Mà đầu tuần rồi, người đứng đầu NATO đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ ủng hộ Kiev về lâu về dài, kêu gọi các thành viên khác của NATO hãy tăng cường cam kết. Theo một số báo cáo, ông Stoltenberg đã đề nghị gói viện trợ quân sự trị giá là 107 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm cho Ukraine. Các chi tiết chính xác của sáng kiến này vẫn đang được thảo luận. Trong suốt cuộc xung đột, Nga luôn duy trì quan điểm sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine ông Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo hiện tại của Nga sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo sát nhập Nga vào mùa thu năm 2022. Nga đăng tải video nghi phạm khủng bố khai về kẻ chủ mưu Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB vừa công bố video thẩm vấn các nghi phạm tấn công khủng bố nhà hát Crocus ở ngoài ô Moscow hồi tháng trước. Trong đó, bốn nghi phạm nói được một người tên Seyfullo vạch kế hoạch chạy trốn sang Ukraine sau khi gây án. Seyfullo bảo chúng tôi chạy tới Ukraine, tới Kyiv, họ sẽ trả cho mỗi người chúng tôi 1 triệu ruble, gần 11.000 Mỹ Kim ở đó. Nghi phạm Dalijan Mizorzev, 32 tuổi, Nói trong video với đôi mắt mở trừng trừng không chớp. Video của cơ quan an ninh Liên bang Nga dường như được ghép từ nhiều phần khác nhau, chọn lọc một số lời khai của nhóm nghi phạm. Muhammad Sobhi Fayyaz 19 tuổi xuất hiện với đôi mắt nhắm nghiền khai rằng, Saifullo nói sẽ có người đợi chúng tôi ở phía biên giới Ukraine, họ sẽ giúp chúng tôi vượt biên và tới Crete. Nghi phạm Shamsidin Fariduni cho biết họ được hướng dẫn bỏ lại xe gần biên giới và sau đó gọi cho người chỉ dẫn để được hướng dẫn thêm cách vượt biên tới Ukraine. Các nghi phạm đã lên kế hoạch tiêu hủy phương tiện, đi bộ qua biên giới và ẩn nấp trong rừng. Cơ quan an ninh liên bang Nga đã bắt hàng chục nghi phạm, trong đó có bốn tay súng mang quốc tịch Tajikistan trực tiếp tấn công nhà hát Krokus, khiến 144 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Nga không xác nhận. An ninh Nga mới đây vẫn cho rằng Mỹ, Anh và Ukraine liên quan đến vụ tấn công, dù Washington bác bỏ cáo buộc này, cho biết đã nhiều lần cảnh báo Moscow về nguy cơ bị tấn công khủng bố. Canada cáo buộc Ấn Độ can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của năm 2019 và 2021. Cơ quan tình báo an ninh của Canada mới đây đã cho công bố một bản tóm tắt chưa được phân loại, như là một phần của cuộc điều tra liên bang xem xét khả năng can thiệp của nước ngoài, trong đó cáo buộc các hoạt động bí mật của cả Ấn Độ và Pakistan trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019 và 2021 tại Canada. Phản ứng về cáo buộc nói trên, Ấn Độ gọi cuộc điều tra là vô căn cứ cho biết rằng chính Canada đã can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Các tài liệu của an ninh Canada cáo buộc rằng, vào năm 2021, chính phủ Ấn đã nhắm mục tiêu vào những khu vực bầu cử cụ thể được cho là có các cử tri gốc Ấn đồng tình với phong trào Khalistan hoặc là quan điểm ủng hộ cho Pakistan. Cơ quan an ninh của Canada, tức là CSIS, cáo buộc rằng một cơ quan được chính phủ ủy quyền có thể là đã cố gắng tác động đến các quy trình dân chủ thông qua hỗ trợ tài chính bất hợp pháp cho các ứng cử viên được ưu ái. Tương tự vào năm 2019, các quan chức của chính phủ Pakistan đã cố tình tham gia vào các hoạt động bí mật để nhằm thúc đẩy lợi ích của Pakistan trong bối cảnh chính trị của Canada. Mặc dù Ấn Độ bác bỏ những cáo buộc và bảo đảm cam kết là không can thiệp vào tiến trình dân chủ của các nước khác, Tuy nhiên, cuộc điều tra của Canada về sự can thiệp của nước ngoài đã làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước. Những cáo buộc trước đây của Thủ tướng Canada về sự liên quan của Ấn Độ trong vụ sát hại phần tử khủng bố Hardeep Singh Nidja của phong trào ly khai Khalistan ở trên đất của Canada đã trở thành điểm nóng trong quan hệ song phương giữa hai nước. Bất chấp việc Ấn Độ bác bỏ những cáo buộc này, vấn đề đã dẫn đến những hậu quả về mặt ngoại giao, bao gồm có cả việc tạm dừng cấp thị thực cho người Canada và giảm sự hiện diện ngoại giao. Tỷ lệ di cư tăng cao kỷ lục, New Zealand siết chặt các quy định về thị thực. New Zealand cho biết nước này đang thực hiện những thay đổi ngay lập tức đối với chương trình thị thực làm việc sau khi làn sóng di cư cao gần như ở mức kỷ lục vào năm ngoái những thay đổi này bao gồm các biện pháp như đưa ra yêu cầu về khả năng sử dụng tiếng anh đối với các công việc chỉ cần tay nghề thấp và đặt ra ngưỡng kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc tối thiểu đối với hầu hết các thị thực lao động Thời gian lưu trú liên tục tối đa đối với hầu hết các lao động có tay nghề thấp cũng sẽ giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm. Bộ trưởng Di trú New Zealand Erika Stanford nêu rõ trong một tuyên bố, chúng tôi đang tập trung vào việc thu hút và giữ chân những người di cư có tay nghề cao như giáo viên trung học. Đồng thời, chúng tôi cần bảo đảm rằng người dân New Zealand được ưu tiên tuyển dụng làm những công việc không cần nhiều kỹ năng. Năm ngoái, 173.000 người di cư đã đến New Zealand. Đây là con số gần như ở mức kỷ lục. New Zealand với dân số khoảng 5,1 triệu người đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số lượng người di cư kể từ khi đại dịch Covid kết thúc, làm dấy lên lo ngại rằng thực tế đó đang làm gia tăng lạm phát. Úc, nước láng giềng của New Zealand cũng đang phải chứng kiến lượng người di cư tăng vọt. Quốc gia châu đại dương này cho biết sẽ giảm một nửa lượng người nhập cư trong 2 năm tới. Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không chấp nhận để cho các ngành mới bị hàng nhập cảng của Trung Quốc hủy hoại. Đó là lời tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính bà Janet Yellen. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Yellen vào ngày hôm qua đã cảnh báo Trung Quốc rằng Hoa Tịnh Đốn sẽ không chấp nhận để cho các ngành mới bị hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc hủy hoại. Khi bà kết thúc chuyến họp 4 ngày ở Bắc Kinh để hạn chế về năng lực sản xuất quá mức, những lo ngại của Hoa Kỳ về năng lực sản xuất dư thừa cũng được đồng minh ở Âu Châu, Nhật Bản, Mexico, Philippines và các thị trường mới nổi khác chia sẻ. Bà Yellen phát biểu trong buổi họp báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không cho phép lặp lại cú sốc Trung Quốc vào đầu những năm 2000, khi mà làn sóng nhập cảng của Trung Quốc đã phá hủy khoảng 2 triệu việc làm ở trong ngành sản xuất chế tạo của Mỹ. Tuy nhiên, bà không đe dọa áp đặt thuế quan mới hoặc là có các hành động thương mại khác nếu như Bắc Kinh tiếp tục chương trình tài trợ khổng lồ của nhà nước cho xe điện, pin, pin mặt trời và các tấm hạ các mặt hàng năng lượng xanh khác. Bà Yellen cũng đã nhân chuyến công du thai của mình đến Trung Quốc trong 9 tháng để than phiền rằng đầu tư quá mức của Trung Quốc đã tạo dựng ra năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu ở trong nước. Trong khi xuất cảng gia tăng nhanh chóng các mặt hàng này đang đe dọa đến các công ty ở Mỹ và các nước khác. Bà Yellen đã nhắc đến những điểm tương đồng mà ngành thép của Mỹ đã phải gánh chịu trong quá khứ. Chúng tôi đã thấy chuyện này trước đây hơn một thập niên trước, sự hỗ trợ ồ ạt của chính phủ Trung Quốc đã dẫn đến việc thép của Trung Quốc với chi phí thấp hơn tràn ngập vào thị trường toàn cầu và tàn phá các ngành công nghiệp ở trên toàn thế giới và ở Mỹ. Tôi đã nói rõ ràng rằng Tổng thống Biden và tôi sẽ không chấp nhận việc đó một lần nữa. Bên trong kế hoạch của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, trong kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, cựu Tổng thống Trump đưa ra đề nghị buộc khi phải nhận bộ vùng Crimea và Donbass cho Nga theo thông tin từ washington post những người tham gia thảo luận với ông trump cho biết ông đã đề cập đến việc thúc đẩy ukraine nhận lại hai khu vực này cho nga ông trump cho rằng cả nga và ukraine đều muốn có lối thoát khỏi tình hình hiện tại và dân cư ở các vùng này có thể đồng ý trở thành một phần của nga nhưng những đề nghị này gây ra nhiều tranh cãi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa khẳng định, ông đã khuyên cựu tổng thống không nên để Nga giành được vùng lãnh thổ mà họ muốn, thay vào đó ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và Liên minh châu Âu. Ông Trump nhấn mạnh, đàm phán là cách duy nhất để ngăn chặn thảm họa ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Trump cũng chỉ trích tổng thống Joe Biden, cho rằng ông Biden đã không thể ngăn chặn cuộc xung đột và không hiểu biết tình hình như ông. Ông Trump đã lên tiếng nhiều lần về việc thúc đẩy đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine, thậm chí tuyên bố rằng nếu ông trở lại nắm quyền, ông có thể kết thúc cuộc chiến trong một ngày. Tuy Nga đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng cả Kiev và phương Tây đều đòi hỏi các điều kiện như rút lực lượng Nga khỏi Ukraine và trả lại vùng lãnh thổ cho Kiev. Tuy nhiên, Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế. Một vụ cướp của ở tại một trạm xăng phía Bắc ở Houston dường như đã được xếp đặt trước để cho nạn nhân có thể xin giấy tờ ở lại Mỹ. Theo hồ sơ tòa án được công bố vào tuần qua, một người đàn ông tên là William Winfrey đã bị buộc tội sát nhân và phải ra hầu tòa vào ngày thứ Hai mùng 8 tháng 4, cũng bị cáo buộc là đã giàn cảnh cho vụ cướp. Vụ án xảy ra vừa sau nửa đêm ngày 27 tháng riêng ở một trạm xăng trên đường Ella Boulevard góc Green Parkway. Băng thu hình an ninh quay lại, cảnh một người có vẻ như đang dùng bắn súng để đánh một người đàn ông đang bơm xăng. Hồ sơ tòa án nhận diện, người đóng vai kẻ cướp là Russell Scott. Sau đó, đoạn băng thu hình ghi lại cảnh một người qua đường có vẻ như là lao vào giúp và bắn Scott khi ấy đã bỏ chạy. Nổ súng xong, người qua đường này tiến tới chỗ nạn nhân bị cướp trước khi trở về xe của mình và lái đi. Theo hồ sơ tòa án, Scott được trả tiền để giả bộ cướp nạn nhân, tạo ra vụ án để nạn nhân có thể hưởng được quy chế U-Visa, tức là giấy tờ thị thực cho phép nạn nhân của một số loại tội ác chịu ảnh hưởng tâm lý hoặc là thể lý và giúp cho cơ quan thực thi công lực điều tra, truy tố tội phạm được ở lại Hoa Kỳ, theo quy định của Sở Di trú Mỹ. Không rõ liệu người bị cho là đã đóng vai nạn nhân trong vụ cướp giàn cảnh này có bị buộc tội hay chưa. Tệ nạn dân biểu Cộng hòa tán dương tuyên truyền của Nga dân biểu mike turner đảng cộng hòa ở ohio chủ tịch ủy ban tình báo hạ viện hôm chủ nhật than phiền về việc một số đồng nghiệp cùng đảng tán dương các tuyên truyền của nga tại quốc hội thậm chí họ còn quảng bá các lời tuyên truyền đó khi lên tiếng phát biểu tại phiên họp hạ viện ông turner tố cáo chúng tôi thấy lời tuyên truyền trực tiếp đến từ nga những thông tin mang thông điệp chống ukraine và thân nga một số trong đó chúng tôi thậm chí còn nghe thấy được nói lên tại hạ viện Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cảnh báo trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN. Không những ông Turner lên tiếng như thế mà dân biểu Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện trong tuần này cũng đưa ra cảnh báo về việc luận điệu tuyên truyền của Nga bám rễ trong đảng Cộng hòa như thế nào. Nhận xét của các chủ tịch Ủy ban về tuyên truyền của Nga được đưa ra khi họ nói về sự cần thiết của việc Quốc hội chuẩn thuận thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Cơ quan hàng không Liên bang vừa cho biết là họ sẽ mở cuộc điều tra sau khi vỏ động cơ của một chiếc máy bay của Southwest Airlines đã rơi ra khi cất cánh ở Denver và va vào cánh. Nắp đậy là lớp vỏ bảo vệ động cơ máy bay. Chuyến bay 3695 của Southwest Airlines quay trở lại phi trường Denver an toàn vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày Chủ nhật theo giờ địa phương sau khi phi công báo cáo có sự việc xảy ra. Máy bay đang trên đường hướng đến phi trường William Hobby Airport ở Houston. Trong một tuyên bố, Southwest Airlines cho biết là họ đang nỗ lực để đưa khách hàng lên đường đến Houston trên một chuyến bay khác. Sau khi chuyến bay 3695 đáp giống an toàn ở Denver và các đội bảo trì của hãng đang xem xét lại trước máy bay. Đây là trục trặc thứ hai trong những ngày gần đây liên quan đến những thiết bị ở trên chuyến bay của Southwest Airlines. Cơ quan hàng không liên bang cũng đang điều tra về vụ cháy động cơ đến được báo cáo trước khi mà cất cánh ở tại phi trường Lubbock Preston Smith International vừa qua. Nhiều loại thuốc trị ung thư vẫn chưa chứng minh tính hiệu quả sau 5 năm được phê duyệt nhanh. Chương trình phê chuẩn nhanh của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA có mục đích giúp bệnh nhân sớm tiếp cận với các loại thuốc hứa hẹn. Nhưng câu hỏi đặt ra là những loại thuốc này có thực sự thường xuyên giúp cải thiện hoặc giúp kéo dài cuộc sống của bệnh nhân hay không? Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hầu hết các loại thuốc điều trị ung thư được cấp phép nhanh đều không chứng minh được những lợi ích như vậy trong vòng 5 năm. Tiến sĩ Ezekiel Emmanuel, chuyên gia về ung thư và nhà đạo đức sinh học tại trường Đại học Pennsylvania, người không tham gia vào nghiên cứu nói rằng, 5 năm sau lần phê chuẩn cấp tốc ban đầu, bạn phải có câu trả lời dứt khoát hàng ngàn người đang sử dụng những loại thuốc đó. Đó có vẻ là một sai lầm nếu chúng ta không biết liệu chúng có tác dụng hay không. Chương trình này được thành lập vào năm 1992 nhằm tăng tốc độ tiếp cận thuốc điều trị HIV. Ngày nay, 85% việc phê chuẩn cấp tốc là dành cho thuốc điều trị ung thư. Luật cho phép FDA cấp phép sớm cho các loại thuốc cho thấy kết quả hứa hẹn ban đầu trong việc điều trị các bệnh gây suy nhược được hoặc gây tử vong. Đổi lại, các công ty dược phẩm dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và đưa ra bằng chứng tốt hơn trước khi được phê chuẩn hoàn toàn. Bệnh nhân được tiếp cận với thuốc sớm hơn, nhưng sự đánh đổi có nghĩa là một số loại thuốc không còn hiệu quả. Việc thu hồi các loại thuốc gây thất vọng là tùy thuộc vào FDA hoặc nhà sản xuất thuốc và đôi khi FDA đã quyết định rằng bằng chứng ít xác thực hơn cũng đủ tốt để được chấp thuận đầy đủ. Nghiên cứu mới cho thấy từ năm 2013 đến năm 2017 đã có 46 loại thuốc điều trị ung thư được cấp phép nhanh chóng, trong số đó 63% được chuyển sang chấp thuận thông thường hoặc dù, mặc dù chỉ có 43% chứng minh được lợi ích lâm sàng trong các thử nghiệm xác nhận. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và được thảo luận tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ tại San Diego vào hôm 8 tháng 4. Một bản tin thương tâm thưa quý vị. Một người mẹ đã đâm đứa con 4 tuổi hơn 16 nhát và lại liên tục nói dối với cảnh sát. Một bà mẹ ở tiểu bang Washington bị buộc tội giết hại dã man đứa con trai 4 tuổi của mình. Ariel Garcia bằng cách là đâm đứa trẻ hơn 16 nhát, sau đó đã nói dối với cảnh sát, theo tài liệu của tòa án cho biết. Janet Garcia 27 tuổi bị buộc tội giết người ở cấp độ 1 và cấp độ 2 cũng như là hành hung trẻ em. Các tài liệu nói rằng cô ấy cũng đã nói dối với cảnh sát về những gì đã xảy ra nhiều lần. Tài liệu của tòa cho biết, ban đầu chủ nhà nhận thấy có một lượng lớn máu ở trên sàn, sau đó cảnh sát đã được gọi đến căn chung cư mà Janet và Ariel đang ở trong cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa janet và một người phụ nữ khác janet cho biết là ariel bị ngã cho nên cô đưa cậu bé đến bệnh viện tuy nhiên sau đó người ta tiết lộ rằng janet đang ở trong một ngôi nhà tập thể ở richfield tài liệu của tòa cho biết câu chuyện của janet có nhiều mâu thuẫn lúc đầu nói rằng ariel bị ngã từ trên giường nhưng sau đó lại nói rằng cậu bé đã nhảy lên và ngã janet cũng đã khai với cảnh sát rằng cô đã cố gắng kiểm tra ariel ở hai bệnh viện nhưng sau đó lại để cậu bé ở nhà một người bạn mặc dù cô không nhớ được ngôi nhà đó. Cảnh sát cho biết họ nhận thấy có vết máu ở trên quần áo của Janet, bao gồm có những đốm ở trên lưng áo sơ mi và những vết nhỏ giọt ở trên giày của cô. FBI đã sử dụng điện thoại của Janet để theo dõi chuyển động của cô, dẫn họ đến khu vực phía nam, San lộ I-5 và phía bắc của đại lộ 47 ở gần căn cứ Lewis McCord. Sau một cuộc tìm kiếm kéo dài hàng giờ, cảnh sát Everett đã được thông báo rằng một thi thể đã được tìm thấy dọc theo xa lộ liên bang ở quận Pierce. Các thám tử đã đến địa điểm và xác nhận người chết là bé Ariel. Sau một thời gian ngắn, các đặc vụ phát hiện ra thi thể của Ariel được quấn ở trong chăn ở khu vực này. Cảnh sát cho biết có khoảng 16 vết thương do vật sắc nhọn ở phía trước cơ thể của cậu bé, cũng như là một loạt những vết thương ở lưng trên. Tiền bảo lãnh được ấn định cho Janet Garcia ở mức là 5 triệu Mỹ Kim một quỹ GoFundMe dành cho chi phí tăng lễ của bé Ariel đã được mở ra. Ba ngày trước khi phát hiện thi thể của cậu bé, Maria Garcia là bà của Ariel đã nộp đơn xin quyền giám hộ khẩn cấp cho trẻ vị thành niên, cáo buộc rằng người mẹ của đứa trẻ có tiền sử lạm dụng rượu và chất kích thích từ lâu về tình trạng và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong vài tháng qua. Mỹ hỗ trợ tới 11,6 tỷ Mỹ Kim để TSMC xây ba nhà máy chip tối tầng. Theo hãng tin Bloomberg ngày 8 tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố thỏa thuận sơ bộ về các khoản hỗ trợ kinh tế với tổng trị giá lên đến 11,6 tỷ Mỹ Kim cho tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, là doanh nghiệp bán dẫn lớn thứ hai trên thế giới. Cụ thể, TSMC sẽ được Washington tài trợ không hoàn lại tổng cộng 6,6 tỷ Mỹ Kim, đồng thời được phép vay lên đến 5 tỷ Mỹ Kim. Toàn bộ số tiền này nhằm hỗ trợ TSMC xây dựng 3 nhà máy sản xuất chip tại tiểu bang Arizona. TSMC hiện là đơn vị sản xuất bán dẫn độc lập lớn nhất thế giới, nhận gia công chip cho các hãng công nghệ hàng đầu như Apple, Qualcomm, AMD. Hiện các cơ sở sản xuất chip của tập đoàn này chủ yếu tập trung tại Đài Loan, do đó việc chi cho công ty TSMC được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất trong nỗ lực đưa nền công nghiệp bán dẫn về lãnh thổ nước Mỹ của chính quyền tổng thống Joe Biden. Theo thỏa thuận sơ bộ mới được Washington công bố, TSMC sẽ xây thêm một nhà máy thứ ba tại Arizona, bên cạnh hai cơ sở đã được công bố trước và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025 và 2028. Nhà máy vừa được công bố sẽ tọa lạc tại thành phố Phoenix. Điều này rất hứa hẹn khi sản phẩm thiết bị thương mại sử dụng tiến trình hiện đại nhất hiện tại cũng mới dừng ở tiến trình sản xuất chip càng nhỏ, càng phức tạp và cho ra sản phẩm với dòng chip M3, ví dụ như trên máy tính sách tay MacBook Pro mới nhất của Apple. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo khẳng định, chip tiến trình này rất cần thiết cho các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ quân sự hiện đại. Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu. Philippines kêu gọi Trung Quốc hãy đối thoại để hạ nhiệt ở Biển Đông. Theo Reuters, Tổng thống Philippines là ông Marcos Jr. vào ngày hôm qua cho biết là Manila sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc và đang tận dụng mọi lựa chọn để trao đổi với Bắc Kinh nhằm tránh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Ông cũng hy vọng là hoạt động hàng hải chung vừa kết thúc giữa Philippines, Nhật Bản, Úc và Mỹ sẽ làm giảm các sự cố ở trên biển với Trung Quốc. Trước đó, lực lượng phòng vệ của bốn quốc gia nói trên đã tiến hành hoạt động hàng hải chung với sự tham gia của năm tàu chiến ở Biển Đông. Và cùng ngày, quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố các lực lượng của họ cũng tiến hành các cuộc tuần tra tác chiến phối hợp cả trên không và trên biển ở Biển Đông. Và cuối tuần này, lãnh đạo ba bên, Nhật, Mỹ và Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Hoa Định Đốn để nhằm thảo luận những sự cố gần đây ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận trước lời kêu gọi của Tổng thống Marco Junior. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố yêu sách chủ quyền gần như là toàn bộ Biển Đông bất chấp sự phản đối của các nước, trong đó có Philippines và Hoa Kỳ. Quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng dưới thời của Tổng thống Marcos khi ông tìm cách tăng cường liên minh với Hòa Thịnh Đốn. Iran nói các đại sứ quán Israel không còn an toàn. Tehran cảnh báo các đại sứ quán của Tel Aviv không còn an toàn sau khi Israel bị tố tập kích khu sứ quán Iran tại Syria, khiến 7 quan chức thiệt mạng. Mặt trận kháng chiến đã sẵn sàng, song phản ứng ra sao thì mọi người sẽ phải chờ. Tướng Rahim Safivo, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu tại lễ tưởng niệm các tướng thiệt mạng trong vụ khu sứ quán Iran ở Syria bị tập kích. Tehran cáo buộc Tawaviv gây ra vụ tấn công, song Israel chưa thừa nhận. Ông Safavi tuyên bố việc trả đũa Israel là quyền hợp pháp và chính đáng của Iran. Trước đó một ngày, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri tuyên bố sẽ gây ra thiệt hại tối đa cho Israel để khiến nước này phải ân hận vì đã gây ra vụ tập kích ông cũng cảnh báo mỹ đồng minh thân cận của israel sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới với chuyên gia nhận định iran có thể đáp trả vụ tập kích khu sứ quán ở syria bằng cách nhắm vào cơ sở của israel ở nước ngoài hay kêu gọi các lực lượng được họ hậu thuẫn phát động tấn công một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với khả năng Iran tấn công quy mô lớn vào Israel. Quan chức này nói Washington và Tel Aviv chưa nắm được cụ thể về thời gian và phương án trả đũa của Tehran, song nhận định đoàn đáp trả có thể diễn ra sớm nhất vào tuần sau. Do Thái cho biết là sẽ không có lệnh ngừng bắn cho đến khi nào mà Hamas thả hết tất cả các con tin. Với biểu tại cuộc họp nội các đánh dấu 6 tháng kể từ khi xung đột nổ ra ở Gaza, Thủ tướng Do Thái Netanyahu nhấn mạnh rằng quốc gia của ông sẵn sàng cho một thỏa thuận, nhưng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu như phong trào Hamas không trả tự do cho các con tin. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán về lệnh ngừng bắn có sự tham gia của các nhà hòa giải quốc tế chuẩn bị nối lại tại Cairo của Ai Cập. Một giới chức của Do Thái xác nhận rằng phái đoàn của nước này sẽ tham gia vòng đàm phán mới nhất. Các vòng đàm phán ngừng bắn trước đó đã không đạt được kết quả bởi vì Do Thái yêu cầu Hamas phải thả tất cả các con tin còn lại dài Gaza, trong khi Hamas thì nói rằng các con tin sẽ được phóng thích trong từng giai đoạn và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải diễn cũng phải dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Vào cùng ngày, thủ tướng của anh là ông Rishi Sunak hối thúc phong trào Hamas sẽ thả các con tin và kêu gọi tạm dừng giao tranh ngay lập tức ở tại Gaza. Trong khi đó, trong một bài báo được đăng ở trên tờ Sunday Times, Ngoại trưởng của Anh ông David Cameron tuyên bố sự ủng hộ của Anh quốc đối với Do Thái sẽ phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ vào luật nhân đạo quốc tế. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ nạn đói ở trên quy mô lớn nếu như Do Thái không cho phép thêm hàng cứu trợ và giải Gaza. Trước đó một ngày, Anh Quốc thông báo là sẽ cung cấp một tàu hải quân để tham gia các nỗ lực quốc tế để nhằm vận chuyển hàng cứu trợ và giải Gaza. Nam Hàn cấm cử tri đem tỏi tây đến điểm bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử quốc gia Nam Hàn quy định cử tri không được mang tỏi tây đến các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa 22 với lý do mang động cơ chính trị và có thể vi phạm đạo luật bầu cử công chức ủy ban bầu cử cho rằng mang tỏi tây đến phòng phiếu có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri khác và cũng vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín do loại rau này được coi là một hình thức phản đối các đảng hoặc ứng cử viên cụ thể quyết định của ủy ban bầu cử đã vấp phải phản đối từ các đảng đối lập vốn sử dụng tỏi Tây như một biểu tượng chỉ trích rằng Tổng thống Nam Hàn Yoon suk yeol đã không thể kiềm chế giá nông sản tăng vọt. Trước đó, trong chuyến thị sát một cửa hàng tạp hóa tại Seoul hôm 18 tháng 3, ông Yoon cho rằng một bó tỏi Tây có giá một Mỹ Kim là hợp lý. Sau đó, người ta phát hiện tỏi Tây ở cửa hàng này được chào bán với mức giá thấp bất thường như một phần của chương trình khuyến mãi siêu giảm giá. Điều này đã gây chú ý trong bối cảnh giá nông sản tại Nam Hàn tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban bầu cử đã hướng dẫn nhân viên tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc về quy định không để cử tri mang tỏi tây vào phòng phiếu và cách giải quyết khiếu nại nếu có khi đợt bỏ phiếu sớm đã bắt đầu vào hôm 5 tháng 4. Cuộc bầu cử Quốc hội Nam Hàn dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Ủy ban bầu cử cho biết hướng dẫn được đưa ra nhằm tránh nhầm lẫn sau khi nhiều cử tri đặt câu hỏi rằng họ có được mang tỏi tây đến các điểm bỏ phiếu như một hành động phản đối Tổng thống Yoon hay không. Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về bước ngoặt lịch sử trước chuyến thăm Hoa Kỳ. Hãng thông tấn CNN đã cho đăng tải bài phỏng vấn với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Trước khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này, chúng ta đang chứng kiến cuộc xung đột Nga và Ukraine, tình hình bất ổn ở Trung Đông và gia tăng căng thẳng ở Đông Á. Tình hình địa chính trị đã đẩy thế giới tới bước ngoặt lịch sử và đó là lý do khiến Nhật Bản quyết định thay đổi chính sách phòng thủ, theo lời của ông Kishida cho biết. Thủ tướng Nhật nhấn mạnh Liên minh Mỹ-Nhật sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết tại thời điểm những thách thức an ninh toàn cầu ngày càng gia tăng. Ông cũng cho rằng cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ là một cơ hội để cho hai nước hiện đại hóa quan hệ song phương khi cả Hoa Thịnh Đốn và Tokyo đều có những mối quan tâm chung. Theo kế hoạch dự kiến, ông Kishida sẽ có cuộc gặp với ông Biden ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 10 tháng 4. Sau đó, Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham gia cuộc họp tượng đỉnh ba bên với Tổng thống Biden và Tổng thống Philippines là ông Marcos Jr. Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Mỹ, ông Kishida cũng sẽ thực hiện một bài phát biểu trước Quốc hội của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở thành Thủ tướng vào năm 2021, ông Kishida đã có nhiều hành động nhằm thay đổi chính sách phòng thủ của Nhật Bản. Mới đây, ông Kishida đã tăng ngân sách quốc phòng của quốc gia châu Á này lên đến là 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2027 và đồng thời yêu cầu lực lượng phòng thủ phải phát triển năng lực phản công. Bấm vào link của nhà tuyển dụng người tìm việc mất 3.000 Mỹ Kim. Naves Alam, 22 tuổi, Ấn Độ, đã mất 3.000 Mỹ Kim sau khi truy cập link và tải app theo hướng dẫn của một kẻ lừa đảo, đóng giả nhà tuyển dụng. Trong bài đăng trên X, anh chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của mình với nhà tuyển dụng giả dạng kia. Mọi chuyện bắt đầu với một cơ hội đầy hứa hẹn. Tài khoản at Cranky Bugatti đã liên lạc với tôi để trao đổi về vị trí nhân viên thiết kế cho một công ty liên quan đến ứng dụng giao tiếp Web3 có tên Social Spectra. Alam tiết lộ cuộc trò chuyện nhanh chóng được chuyển sang Discord. Nhà tuyển dụng bắt đầu phỏng vấn sơ lược anh về những thiết kế cơ bản đã làm, thậm chí còn ra vẻ ấn tượng với những sản phẩm của chàng trai. Nạn nhân sau đó nhận được một cuộc gọi từ phòng nhân sự. Nhân viên thuộc bộ phận này yêu cầu anh click vào một đường dẫn để bắt đầu tham gia công việc. A à Lam không hề biết rằng đó là một cái bẫy. Theo đường dẫn, chàng trai 22 tuổi liền tải xuống một app ứng dụng mà anh tưởng rằng dùng để liên lạc nội bộ, nhưng thực chất lại là một phần mềm chứa mã độc, rút đi toàn bộ viết tiền điện tử và thanh lý tài sản đặt cọc trên sàn giao dịch của anh. A à Lam viết thêm: Chỉ trong chốc lát, tôi đã mất 3.000 mỹ kim vào tay những kẻ lừa đảo. Chúng nhắm đến những người đang tìm kiếm việc làm. Trong một bài đăng tiếp theo, nói rằng trải nghiệm này đã dạy anh phải cảnh giác và thận trọng hơn trên mạng. Và sau đây là những phần tin Việt Nam thưa quý vị. Ông Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nhắc lại quan hệ đồng chí hướng và chung vận mệnh. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là Vương Đình Huệ vào ngày hôm qua đã gặp Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Nhấn mạnh về việc phát triển mối quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối ngoại giao của Việt Nam và đề xuất hợp tác nhiều hơn nữa trong các dự án thương mại và phát triển, theo lời của Chính phủ Việt Nam và truyền thông nhà nước đưa tin. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai bên nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam và Trung Quốc. Khái niệm đã được đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai bên khi mà Tập Cận Bình công du Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Đình Huệ đến Trung Quốc trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội. Theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Quốc là Triệu Lạc Tế, Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh về việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc và kiên quyết phản đối mọi hình thức hoạt động ly khai. Theo trang tin của Chính phủ Việt Nam và Tân Hoa Xã đưa tin, còn về phía Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình nói rằng đặc điểm nổi bật nhất của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đó là hai bên là một cặp đồng chí hướng, có chung vận mệnh, vừa là đồng chí vừa là anh em. Người phụ nữ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Sài Gòn. Nữ nghi can dùng tiền thức ăn dụ dỗ để bắt cóc hai bé gái 3 và 7 tuổi, mang đi nhốt tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh Sài Gòn nơi mình đang ở. Báo người lao động cho hay sau gần 2 ngày tìm kiếm, trưa 4 tháng 4, công an thành phố Sài Gòn đã ập vào một căn chung cư Sài Gòn Pro, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, giải cứu hai bé gái NKTM 7 tuổi và cháu LHTL 3 tuổi, đồng thời bắt giữ nghi can phạm Huỳnh Nhật Vi 21 tuổi quê Tiền Giang. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cho biết, nghi can Nhật Vi không có quan hệ gì với hai đứa trẻ và thực hiện việc bắt cóc một mình. Trước đó, chiều 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé, quận Nhất tiếp nhận tin báo từ cô Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi ở quận 7, về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu TM và cháu TL trong số 4 đứa con tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3 hôm trước khi đang đi bán bánh kẹo dạo. Cô Chi đã tự đi tìm nhiều nơi nhưng không tìm thấy hai con. Ngoài ra, nhiều trang mạng xã hội lan truyền và một số báo đài đưa tin về sự việc hai bé gái mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay trung tâm Sài Gòn đã gây chú ý công luận và trở thành áp lực lớn đối với công an. Do vậy, công an đã huy động lực lượng 200 người phối hợp nhiều lực lượng tìm hai cháu bé ở các khu vui chơi giải trí, công viên lân cận. Qua điều tra, giới hữu trách ghi nhận một phụ nữ trẻ đã tiếp cận các cháu, dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận Nhất sang quận 8, sau đó đặt taxi công nghệ đưa hai cháu về chung cư Sài Gòn Pearl. Một nguồn tin cho hay tại cơ quan công an, nghi can Nhật Vi khai nhận có chồng ở ngoại quốc, nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai cháu bé nói trên về nuôi. Hiện công an vẫn làm rõ về lời khai của nghi can và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của người phụ nữ 21 tuổi trong vụ bắt cóc này. Một nhóm tin tặc Việt Nam đang bị Cisco Talos thuộc với công ty Cisco của Mỹ điều tra vì sử dụng phần mềm độc để đánh cắp dữ liệu từ máy tính của nhiều người ở các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á kể từ tháng 5 năm ngoái. Theo Cisco Talos, nhóm tin tặc có tên là Coral Raider, hoạt động vì mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân và tài chính. Các nước hướng tới bao gồm có Trung Quốc, Nam Hàn, Bangladesh, Pakistan, Indonesia và Việt Nam. Trang tin The Hacker News dẫn lời hai chuyên gia của Cisco Talos cho biết, nhóm này nhắm vào các tài khoản mạng xã hội của các doanh nghiệp và các tài khoản quảng cáo. Nhóm sử dụng các phần mềm độc phổ biến kết hợp với virus và các phần mềm đánh cắp thông tin như là Asingrad, Nesupograd và Rama Radamantis. Các tài khoản quảng cáo và doanh nghiệp được đặc biệt chú ý ở trong hoạt động của nhóm tin tặc ở Việt Nam. Với những phần mềm đánh cắp thông tin chủ yếu như là Doctel, Nostealer và Việt Redcare. Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện ra nhóm Colorado hoạt động từ Việt Nam dựa vào các tin nhắn ở trên các mạng Telegram, C2, Bird và ngôn ngữ được sử dụng ở trong các BERT và những từ Việt Nam được sử dụng ở trong code. Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch. Theo luật căn cước 2023 sắp có hiệu lực từ tháng 7 tới, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước để giao dịch. Báo VN Express hôm 8 tháng 4 loan tin từ giữa năm 2024, Bộ Công an Việt Nam sẽ cấp thẻ căn cước thay thế thẻ căn cước công dân. Theo đó, công dân phải đổi thẻ căn cước khi 25, 40 hay 60 tuổi. Trẻ dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Bộ Công an Việt Nam giải thích việc đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước để phù hợp với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân trên thế giới. Đáng chú ý theo thông tin của Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân được cấp trên cả nước. Như vậy chẳng chống thì chạy, người dân Việt Nam sẽ buộc phải đi đổi lại thành thẻ căn cước. Đây là mẫu thẻ căn cước thứ 6 mà người dân Việt Nam sắp bị ép phải đi làm trong vòng 10 năm qua. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, không lâu sau vụ bắt buộc người dân phải đổi thẻ căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an lại bắt người dân đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chip sửa đổi, có tính ưu việt hơn. Phản ảnh trên báo VN Express, độc giả Văn Giang Trần.TV ngào ngán qua các lần thay đổi và một lần mất phải làm lại, tôi đã có 5 cái chứng minh nhân dân và căn cước công dân và sắp tới sáp nhập phường lại phải đi làm lại một lần nữa. Người mẫu nam em lại bị Sài Gòn triệu tập vì lan truyền nội dung độc hại. Về việc người mẫu nam em là cựu hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, cho biết là cô bị sở thông tin và truyền thông Sài Gòn triệu tập lần thứ hai, khiến cho dư luận tò mò về lý do bị mời lên làm việc. Nói với Vietnam Express vào hôm qua, bà Võ Thị Thu Sương là tránh thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông Sài Gòn, xác nhận cho biết là đã gửi giấy mời đến cô Nam Em. Còn về phía cô này thì cô cho biết là đã bị Sở Thông tin mời làm việc vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 4, không chia sẻ nguyên nhân bị triệu tập lần 2. Hiện giờ Nam Em cho biết là cô đang sống ở Đà Lạt nên sẽ phải đi về Sài Gòn để có mặt theo giấy mời. Nam Em khẳng định là cô không trốn chạy, có giấy mời thì sẽ đi, chỉ có điều cô nói rằng tôi không biết lấy tiền đâu để nộp phạt nếu như phải nộp đây. Theo báo Tiền Phong, thời gian gần đây cô nam em không nói chuyện về người khác nữa, nhưng vẫn có những phát ngôn gây tranh cãi. Chẳng hạn như là cứ vài ngày thì lại thông báo đổi sang tên mới, từ tâm uyên sang tâm an, rồi thiên ân chứ không dùng tên nam em. Rồi lúc thì cô thông báo ngưng dùng mạng xã hội, nhưng sau đó lại mở danh khoản khác. Lúc thì đổ lỗi khán giả tặng quà quá nhiều cho mình, tặng càng nhiều đồ đắt tiền là càng hãm hại cô. Đỉnh điểm nhất là lần năm em đang livestream thì leo ra ngoài ban công khi trời tối khiến cho nhiều người thất kinh. Trước đó hồi đầu tháng 3 vừa qua cô đã bị sở thông tin phạt hành chính 1520 Mỹ Kim với cáo buộc là cung cấp thông tin gây hoang mang ở trong nhân dân. Vụ phạt diễn ra sau khi nữ người mẫu gây tranh luận với các buổi livestream lật tẩy một số nghệ sĩ ở trong giới showbiz của Việt Nam. Ngoài chuyện phạt tiền, giới chức sở này khuyến cáo cô Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục phát livestream thì cô sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng. Sở thông tin truyền thông còn đe dọa là sẽ phối hợp với những cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn đối với các buổi livestream của cô Nam Em. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Bắt ba kẻ chuyên trộm cấp thông tin thẻ mua thực phẩm EBT ở North California. Ba người bị buộc tội ăn cắp hàng triệu Mỹ Kim từ những người thụ hưởng EBT, còn gọi là thẻ food stamp, và các gia đình có thu nhập thấp trên khắp tiểu bang California. Chính quyền liên bang cho biết đó là một vụ án có sự tham gia của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ USSS và cảnh sát liên bang từ một quốc gia khác. Bị, ba bị cáo Patricia Mosnigu, 44 tuổi, Ionus Sopila, 38 tuổi, và Virgil Todorascu, 42 tuổi, cả ba sống tại Romania, bị buộc tội ăn cắp thông tin tài khoản, chuyển tiền phúc lợi điện tử EBT và thực hiện việc rút tiền mặt gian lận tại các máy ATM bằng cách sử dụng thông tin EBT bị đánh cắp đó. Chính quyền liên bang cáo buộc những người đàn ông này đều đến từ Romania, đã rút tiền mặt từ thẻ nhân bản có thông tin thẻ EBT hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết họ lấy được thông tin của người nhận EBT từ việc đọc lướt thẻ của họ tại ATM hoặc các điểm bán hàng. Các cơ quan thị thực pháp luật đã điều tra hành vi trộm cắp EBT trên khắp California trong 14 tháng qua. Bộ Dịch vụ Xã hội California đã xác định rằng khoảng 22,8 triệu Mỹ Kim đã bị đánh cắp từ những người thụ hưởng thẻ EBT là nạn nhân từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 tại California, bao gồm cả quận phía Bắc California. Hầu hết số tiền bị đánh cắp này có được bằng cách rút tiền ATM trái phép. Nạn nhân của chương trình phần lớn là những gia đình có thu nhập thấp, những người phụ thuộc vào trợ cấp EBT để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong gia đình. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các bị cáo đã gian lận rút tiền mặt bằng các thẻ sao chép như debit cards, gift cards hoặc các thiết bị khác có giải từ đã được mã hóa thông tin từ thẻ EBT hợp pháp thông tin tài khoản của chủ tài khoản chủ yếu được đọc lướt tại các máy atm hoặc thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng các thiết bị đọc lướt đã ghi lại thông tin tài khoản của chủ tài khoản nạn nhân trên giải từ và ghi lại mã pin của họ thông qua lớp phủ bàn phím sau khi được đọc lướt thông tin tài khoản của chủ tài khoản nạn nhân sẽ được nạp vào thẻ ghi nợ trống hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng lại sau đó các bị cáo sử dụng để rút tiền mặt hoặc mua hàng Mật vụ Hoa Kỳ đã dẫn đầu cuộc điều tra liên quan đến một số cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Berkeley, Oakland, Pleasant Hill, Sở Cảnh sát Richmond, Văn phòng Cảnh sát quận hạt Alameda, Bộ An ninh Nội địa và Đơn vị điều tra đặc biệt của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco trong hơn 14 tháng, kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Những người đàn ông này dự kiến sẽ ra tòa vào thứ Tư và có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Một người đàn ông leo lên cột điện ở Hollywood. Một người đàn ông có lẽ vì khủng hoảng tinh thần cho nên đã leo lên một cột điện ở Hollywood vào trưa ngày Chủ nhật, theo Sở Cứu hỏa của Los Angeles cho biết. Người đàn ông leo lên cột điện ở góc đường San Andrew Place và Santa Monica, được nhìn thấy và trình báo vào khoảng 12 giờ trưa. Đến 1 giờ 10 phút thì người này vẫn còn ở trên cột điện vẫn chưa xuống. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng trải một tấm nệm bằng hơi xung quanh cột điện để hứng người đàn ông này, phòng trường hợp ông ta buông tay và bị rớt xuống đất. Nhân viên của sở điện nước địa phương cũng có mặt để ngắt nguồn điện trong lúc đưa người đàn ông này xuống đất. Vẫn chưa rõ lý do gì mà người đàn ông này leo lên cột điện và danh tánh của người này vẫn chưa được tiết lộ. Nhật thực gần 5 phút khiến kinh tế Mỹ bùng nổ hơn cả Taylor Swift. Sự kiện lớn nhất xứ cờ hoa trong năm nay có thể không phải thua diễn cháy vé của nữ ca sĩ Taylor Swift hay giải bóng rổ trường đại học March Madness được mong chờ từ lâu. Thay vào đó, khoảng 4 triệu người Mỹ đổ xô đến các địa điểm ngắm nhật thực vào ngày 8 tháng 4. Dù xảy ra trên toàn cầu cứ sau 18 tháng, nhật thực toàn phần năm nay trở nên đặc biệt hơn đối với Mỹ khi được nhìn thấy trên một vùng rộng lớn của đất nước, giúp người dân dễ tiếp cận hơn. Thêm vào đó, nhật thực dự kiến kéo dài hơn lần trước vào năm 2017, làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó. Dự kiến nhật thực lần này kéo dài 4 phút 20 giây. Nói về quy mô du lịch nhật thực, nó tương đương 50 trận Super Bowl diễn ra cùng lúc từ Texas đến Maine. Theo Michael Zeller, người điều hành trang web Great American Eclipse, kiểu du lịch như vậy sẽ tạo ra doanh thu lên đến 1 tỷ Mỹ Kim trên nhiều thành phố từ Austin, Texas đến Rochester, New York. Đây cũng là các địa điểm chính phục vụ khách chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần. Đây có thể là sự kiện du lịch đơn lẻ lớn nhất mà chúng tôi từng có. Michael Paco, một nhà kinh tế học của Đại học Arkansas, nói với Washington Post. Tiểu bang cũng đang mong đợi doanh thu vượt mốc 100 triệu Mỹ Kim. Các thị trấn và doanh nghiệp thì nỗ lực đầu tư vào những món ăn tinh thần khác như lễ hội âm nhạc, cưỡi ngựa trong công viên giải trí. Ngoài ra, để trải nghiệm trọn vẹn, người Mỹ còn đổ xô trang bị kính bảo hộ, mua quà lưu niệm, tổ chức sự kiện, nên những dịch vụ liên quan được đà bội thu có thể thấy nhật thực toàn phần phủ bóng lên hàng chục tiểu bang đón sự kiện thiên văn này nhưng lại thấp sáng nền kinh tế của các tiểu bang từ Texas đến Vermont theo ước tính từ Perryman Group, một công ty phân tích kinh tế, Nhật thực có thể tạo ra số tiền lên tới 6 tỷ Mỹ Kim nhờ tăng nhu cầu khách sạn, nhà hàng và du lịch. Còn một lý do khác khiến Nhật thực luôn được săn đón mà ông Ray Perryman, giám đốc điều hành Perryman Group, đề cập là mọi người sẽ không thấy Nhật thực như thế này trong nhiều năm nữa. Theo NASA, Nhật thực toàn phần tiếp theo có thể nhìn thấy ở Mỹ sẽ không xảy ra cho đến năm 2045 bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của đài sài gòn tv xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an xin trân trọng kính chào